Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhiều quyết sách trong phát triển kinh tế, tăng trưởng luôn duy trì ở mức hai con số. Chuyển dịch cơ cấu đúng hướng đã và đang đưa Lào Cai trở thành điểm sáng ở khu vực miền núi phía Bắc. Tăng trưởng kinh tế bình quân 10,02% một năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36.180 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 80 triệu đồng một hectare canh tác, đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch đến với địa phương vào năm 2019. Giảm nghèo bình quân đạt trên 5% một năm. Đó là những con số biết nói, thể hiện sức bật mới của nền kinh tế Lào Cai sau 5 năm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, thực sự trở thành điểm sáng ở khu vực miền núi phía Bắc. Lào Cai có 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm. Và từ 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm trên các lĩnh vực đó, thì chúng tôi có các chính sách để cho từng lĩnh vực một. Và hiện nay trong cái nhiệm kỳ này thì chúng tôi có gần 50 cái chính sách với cái khoản kinh phí để cho các chính sách này khoảng gần 1.000 tỷ đồng trong một năm. Trong đó ưu tiên cho các lĩnh vực có thế mạnh, lợi thế so sánh của tỉnh Lào Cai như phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch vụ kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch, phát triển chế biến sâu khoáng sản và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Với một địa phương có đến hơn 70% cư dân sinh sống ở khu vực nông thôn, thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua các nhiệm kỳ đại hội vẫn được xác định là khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng để xây dựng các ngành kinh tế khác. Chỉ số tổng quan nhất cho thấy điều này là giá trị thu nhập trung bình đã đạt đến 80 triệu đồng mỗi một hectare canh tác, cao gấp 1,6 lần so với năm 2015, vượt đến 6,6% mục tiêu đại hội. Câu chuyện liên kết trong sản xuất đã phát triển rộng khắp, giúp nông dân thay đổi tư duy trong làm nông nghiệp. Người dân thì tự đứng ra làm, đầu tiên thì làm thuê cho mình, sau đó thì mình cấp giống cho người ta để người ta về người ta làm. Sau nó quen dần rồi thì mình lại mua lại sản phẩm đấy. Thì nó có cái động lực hăng hái thì người dân người ta sẽ tham gia. 168 dự án đã được đầu tư vào các khu kinh tế, cụm công nghiệp, với tổng số vốn đăng ký lên đến hơn 25.000 tỷ đồng để phát triển sản xuất và tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 36.180 tỷ đồng, vượt 8% so với mục tiêu đại hội và tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Lào Cai đã tập trung thu hút những nhà đầu tư có năng lực với các dự án quy mô lớn, tạo sức lan tỏa cho cả nền kinh tế địa phương. Riêng tại khu du lịch quốc gia Sapa, hiện có 33 dự án đầu tư vào du lịch và hạ tầng du lịch, thương mại, bất động sản, có ý nghĩa rất lớn cho việc đưa Sapa trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế. Là thị xã Sapa thì rất tích cực và hỗ trợ rất có hiệu quả, tạo những cái điều kiện từ những ngày đầu tiên phải thỏa thuận với những người dân để có được một cái diện tích cho cái dự án, một cái địa điểm cũng rất tuyệt vời để phát triển cái dự án. Tất cả các thành tựu kinh tế của Lào Cai trong nhiệm kỳ qua có được, một phần quan trọng dựa trên kết quả huy động sử dụng các nguồn đầu tư. Tổng nguồn vốn huy động được trong nhiệm kỳ là 170.096 tỷ đồng, đạt 117% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15 đề ra. Kết quả huy động các nguồn vốn tại Lào Cai có xu hướng tích cực là vốn ngân sách giảm, vốn huy động ngoài ngân sách tăng dần. Sự chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế trong 5 năm qua được tạo ra từ chủ trương đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, thực hiện kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả đường lối của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào 3 đột phá chiến lược, được Chính phủ kỳ vọng sẽ là điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Với những kết quả trong nhiều nhiệm kỳ qua, trong 30 năm đổi mới, với niềm tin, với tiềm năng, lợi thế và cơ đồ đang có hiện nay, tôi tin rằng nếu chúng ta quyết tâm cao, thì trong vòng 20 năm nữa, 15-20 năm nữa, Lào Cai sẽ là một điểm sáng lớn trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Xuyên suốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới là quan điểm phát triển kinh tế bền vững, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, lấy con người Lào Cai, khả năng ứng dụng tiến bộ công nghệ của con người Lào Cai làm động lực cơ bản nhất của phát triển, phù hợp với bối cảnh nền kinh tế đất nước và thế giới đã bước sang thời đại 4.0.